Dạ, xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái cây lê kim ma. Đó, mấy cây lê kim ma cây mới bứng nha chị nè, mới bứng luôn. Đó, mũ chạy ầm 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 luôn ha. Này bị mối đeo cái xuống khiếu đó nha chị nè. Đó, lê kim ma, cũng gọi là cây trứng gà đó nha chị. Đó, bệ đế cũng khá đẹp, cây mới bứng luôn nha chị. Để giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Mã số đầu tiên là mấy? 480 nha chị. Hoành 55. Chiều cao 60. Đường kính bầu 63. Rồi cái này hữu nghị của chú anh chị mình là 1,5 triệu nha. Bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Cây lê kim ma hay gọi là cây trứng gà đó nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi tiếp theo. Mã số là 481. Cây lê kim ma hay gọi là cây trứng gà đó nha cô anh chị. Đó, cây này đẹp lắm ha. Lắc lượng nha. Hoành 37. Hoành 37. Chiều cao 1,5 m. Đường kính bầu 53. Đường kính bầu 53. Khủng bố luôn nha cô chú anh chị. Đó. Cây này thì nó bị lửa đèn miếng nha chị, nó bị nè ha, mà nó sành hết trơn nha, sành lại trơn, sành mép hết trơn ha. Con cây này nó quái thiệt chị ơi, có chỗ này đó ha, cây này nó quái ha. Cái này anh chị muốn chơi ngắn, chơi ngắn hoặc chơi cao để cái cành cao cho anh chị ha. Cái này em mới bứng không nha chị nè, mũ chảy ào ào về luôn nha. Mã số là 481. Rồi cái này cũng 1,5 triệu anh chị ơi, bao ship cho mình luôn ha. 1,5 triệu. Tiếp theo cũng là cây lê kim ma nha cô chú vị, cây trứng gà đó nè. Mũ quá trời mũ luôn ha. Cây này thì đây đây em có gặp nè, cái mép dưới này nó như nấy nha chị nè, cái mép nè. Mạch sống trên này dưới này giống như nó miếng lụa miếng nè. Nè em nhìn thấy là em chỉ cho mình ha, miếng lụa miếng nè chị ạ. Nhưng mà cây này thấy em chị mới bứng bình thường nha. Nè, mũ cũng đầy luôn. Này nhìn kỹ lắm mới thấy nha chị. Đây, em cũng nhìn kỹ nè. Bầu ok đàng hoàng ha. Nữa em đóng ba lết cho chị đàng hoàng. Đây. Đó, nó bị lũ miếng chỗ này. Đó, củ đế quá là đẹp luôn. Cây này đẹp lắm nha chị. Hoành 38. Hoành 38. Chiều cao 52. Chiều cao 52. Đường kính bầu 59. Nè, mũ gà mầm luôn. Rồi cái này để anh chị cũng 1,5 triệu thôi, bao ship tặng nhà luôn. Ghế tơ, cây này ghế tơ cũng nhiều nè. Bị chỗ này miếng nè. Thấy là em chỉ thôi, giống như mà nó nằm ở dưới á. Đó, cũng để trên này ok ha. 1,5 triệu bao ship tặng nhà, mã số 482. Theo cũng là cây lê kim ma rồi, cái trứng gà của chú anh chị. Đó, quá đẹp luôn. Bệ quá trời cái bệ nè. Mã số 483. 483. Hoành 52. Hoành 52. Chiều cao 1m45. Chiều cao 1m45. Đường kính bầu 46. Quá trời luôn anh chị ơi. Quá đẹp. Bệ đẹp lắm ha. Cây này đẹp nha, bệ dưới thân lắc lượng đẹp. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,2 triệu ha, bao ship cho mình luôn. Cao ship hơi nặng nha chị, 2,2 triệu thôi. Giá này cực kỳ mềm luôn chị, công bứng cái cây rồi ship cho anh chị luôn ha. Giá này là rất là dễ chơi luôn. Trứng gà, mấy này mới bứng không nha chị. Rồi tiếp theo là cây bình bát nha cô chú anh chị. Bình bát về mình ghép mảng cầu mình cũng được nha chị. Đó, cây này khủng già lắm ha. Trái bình bát em muốn để góc phải màn hình đó. Cây này cực khủng nha anh chị. Nói chung là nó già dữ lắm, nó già luôn á. Số 484. 484. Cây này nói chung có 7-80 hoành à. Hoành 99. Gần mét luôn anh chị ơi. Gần 1 mét hoành. Chiều cao 1,5 m. Gần 1 mét hoành luôn nha anh chị. Đường kính bầu 66, em đợi em đón tưởng 7-80, ai ngờ 99 luôn, 1 mét hoành luôn. Hết biết cái kỳ này nó khủng nha anh chị. Đó. Này là mấy dấu cắt ngày xưa đó nha anh chị.
nó già cây lắm. Cô chú nhìn sẽ nhìn cây này thì nó bị già ha, còn non nó sẽ màu xanh. Cây này cũng cỡ mấy chục năm đó chị ơi. Đó, về nhà mình ghép mảng cầu ha, nữa ra trái một cái ha là bao phê luôn nha chị. Đó, rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.900.000 thôi, bao ship tặng nhà cho mình luôn. Tiếp theo cây lài nha chị. Đó, cây hoa lài đây đây có mặt bông luôn cô chú anh chị, cho mình dễ ha. Cái này nữa khi vận chuyển á em sẽ tán ngang đây nha chị nè. Tại vì cái này em để cái cành trên gì nè cho cô chú anh chị thấy là cái mặt bông, bông này bông bự ra đó, bông nhiều lớp, bông bự đó. Đó, để cho cô chú anh chị mình phân biệt cái lài kia nó bông nó nhỏ, cái này là bông bự luôn ha. Đây có mặt bông luôn ha, này nghe anh chị đó. Cây này lâu lâu mới có anh chị ơi, lài bông bự nghe anh chị. Mặt bông em để góc phải màn hình đó, mã số là 485, hoành 31, chiều cao 95, đường kính bầu 37 nữa anh chị ha. Dì ngang nè, chơi cái tàn dù bẻ ngang thôi là bao đẹp luôn, bông ra là rất là thơm ha. 485. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000 nha, bao ship tặng nhà cho mình luôn. Rồi tiếp theo 486. Cây này cũng bông vậy luôn nha anh chị, lại cùng lô ha. Quanh 22, chiều cao 60, đường kính bầu 24. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 nha anh chị, bao ship tặng nhà 650.000. 487 là dễ sống lắm nha anh chị, bông đẹp nữa ha. Quanh 27, chiều cao 72, đường kính bầu 27. Rồi 487. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 750.000, bao ship. Lài bông đẹp lắm nha anh chị. Rồi tiếp theo là cây giấy sát pháo nha anh chị. Cây này đẹp ha, giống như con rồng luôn nha anh chị. Nó giống như cái đuôi ở trên là cái đuôi ha. Con rồng này hạ thế bay xuống nè. Lắc. Này lâu lâu cho nó diễn tả chút nha anh chị. Đó nè, chứ thấy không? Đó đây cái đầu con rồng nè, cái đuôi nè, nó con rồng đang bay xuống lắc nghe anh chị. Mã số 488, lâu lâu mình vui bữa nghe anh chị. Hoành 28, chiều cao cái này chắc cỡ 1m8 chị ơi. Đường kính bầu 35. Rồi cây mã số là 488. Cái đuôi lắc cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái đuôi nha, lắc xuống cái đầu với này bự nghe vậy. Đó, 488. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000 nha anh chị, bao ship luôn. Cây rất là đẹp, 1.700.000. Rồi tiếp theo là cây mai tứ quý nha cô chú anh chị. Đó, cây này là đế bao đẹp. Đó, có tàn sẵn cho mình luôn ha. Mai tứ quý cái đế nè, quá đế luôn chị. Nào chị thích không thích thì mình cắt, mình ghép. Không thôi là mình thích chơi tàn thì chơi tàn. Ồ, cây này đẹp lắm ha. Lâu lâu mới có con cây được gì chưa. Mã số 489. Quanh 16. Em đo nguyên cục đế rồi, nguyên cục bự. Ờ thứ ơi. 81 nha anh chị. Chiều cao chắc 1.5m chị ơi. Đường kính bầu 46. Ồ, cây khá đẹp ha. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000 ha, em bao ship luôn. Lâu lâu được cây tứ quý đẹp nha chị, 1.800.000 đế đẹp luôn ha. 282. Rồi tiếp theo 282. Đó, cũng là kim quýt luôn nha chị. Quanh 17. Chiều cao 52. Đường kính bầu 37. Nè, đế rất là đẹp ha. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 600.000 nha, cốt cành đều đẹp nha chị, 600.000 bao ship. Rồi tiếp theo là cây trứng gà nghe cô chú anh chị, hay gọi là cây lê kim ma ha. Đó, mấy cái này mới bứng ha, mũ nhóc chân đây nè, cái này mới bứng không nghe anh chị. Mã số 283 này nguyên một bệ luôn nha cô chú anh chị. Quanh 64. Chiều cao 60.
Đường kính bầu cũng 60 luôn. Mã số là 283. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.900.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn, 1.900.000. Cây lê kim hoa nha, rất là khủng nha anh chị. Rồi tiếp theo cũng là cây trứng gà luôn anh chị ơi. 284. Bề đế cũng dữ lắm nha chị, chẳng bài luôn ha. Hoành 40. Đó. Chiều cao 77. Chiều cao 77. Đường kính bầu 47. Đó, cây lê kim ma ha. Quả khủng luôn chị. Rồi cái này em để rẻ của chú anh chị mình là 1.300.000 ha. Bao ship luôn, 1.300.000 thôi. Đó, cây lê kim ma ha. Rồi tiếp theo cũng là cây lê kim ma, cái trứng gà nha chị. Đây nè. Mũ quá trời mũ luôn nè anh chị. Cây này thì nó có dở cái này, nó có nhánh này xưa ở đây chỗ này nè. Nhánh này xưa nó mọc ra đó. Cái này nè. Bị lũa ngắt luôn ha. Cây này có bệ đẹp nè chị. 285. Hoành 58. Hoành 58. Chiều cao 75. Chiều cao 75. Đường kính bầu 54. Đường kính bầu 54. Mã số 285. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là, rồi để rẻ của chú anh chị mình 1.400.000 thôi anh chị ơi, bao ship luôn ha, 1.400.000. 285. Rồi tiếp theo là cây khế tàu nha cô chú anh chị. Cây khế tàu này là trái nó mọc trên thân nha, chùm rất là đẹp đây nè. Mấy cái cuốn trái nó hồi xưa nè ha. Nè đang có bông trái nè chị coi nè ha, đang bông trái nó mọc từ nách ra luôn ha. Trái nó chua chua, nấu cà chua ăn cũng được nha anh chị. Đó nè, bông nè. Loại này lâu lâu mới có con cây nha anh chị. Khế tàu mà kiếm cây bự như thế này giờ cũng khá hiếm ha. Hoành 67. Chiều cao 1m44. Đường kính bầu 60. Mã số luôn em ơi. 286. Đó, cây khế tàu. Cây này nặng lắm nha anh chị. Cũng bố luôn đó. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.500.000 nha. Bao ship tặng nhà cho mình luôn. Cây khế tàu nha. Lâu lâu mới có con cây em nói thật sự anh chị. Kiếm cây này hơi khó ha. Đẩy cái dính. Rồi tiếp theo cũng là cây khế chua nha anh chị. Đó. Để quá trời để luôn nè. 287 ha. Bệ quá trời cái bệ luôn. Cái thằng này nó dính nhau cọng rễ này nha anh chị. Nè thằng này nè, dưới dính đây nè. À, dính cọng rễ nè. Cây này quái. Cây này thì dính cọng rễ đây. Em lo thằng lớn nha anh chị. Hoành thân lớn 56. Rồi tổng hoành luôn. Tổng hoành là 1m23. Tổng hoành 1m23. Chiều cao 1m46. Đường kính bầu 62. Cây khủng lắm nghe chị. Đó. Cây mã số là 287 nghe chị. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.400.000 nha, bao ship tặng nhà. Mã số 287, khế chua anh chị. Rồi tiếp theo cũng là cây khế chua anh chị. Cây này mới cắt. Anh bột nó dính quá trời. Hay nỉ già lắm, già anh chị. Rồi, đâu hoành luôn. 288. Hoành 76. Hoành 76, cây này nặng lắm. Chiều cao 77. Chiều cao 77. Đường kính bầu 56. Cái này em mới cắt thôi nha anh chị. Nè, cái bột nó kem cắt á. Đó. Mã số là 288. Cái này về anh chị chơi cũng khá đẹp ha. Cây bự to ha. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình 1.500.000 thôi. Cây rẻ luôn, 1.500.000 bao ship luôn. Đó, ship hết 4-500.000 nữa chơi. Giá cực kỳ mềm luôn. Rồi tiếp theo là cây sung nha anh chị. Đó, nhú trội trơn nè anh chị. Đó. Cây sung này quái lắm ha. Mã số 289. Hoành 59. Chiều cao 50. Đường kính bầu 42. Đường kính bầu 42. Mã số là 289. Quá trời cụ đẹp anh chị ơi. Đâm trời trơn ha. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000 thôi. Rẻ luôn chị ơi. 1.300.000. 289.
cây sung ha. Rồi tiếp theo cây xanh nha anh chị, xanh Nam Điền ha. À, cây rất là quái luôn ha. Ồ, trời, rễ nó phúng 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 đọt cây. 290. Vành 21. Chiều cao 90. Đường kính bầu 40. Bên đây cây này bệ dữ lắm, bệ anh chị. Rồi cây này em để rẻ của chú anh chị mình là 950.000 thôi anh chị ơi, bao ship luôn. 950.000 bao ship. Rồi tiếp theo là cây dừa sim nha anh chị. Đó, còn hai cây nè, đâm chồi hết rồi anh chị ơi. Cũng khá là dễ sống ha. 291. Vành 53. Chiều cao 89. Đường bầu 29. Rồi cái này để rẻ anh chị 450 thôi, bao ship luôn. 291. Rồi tiếp theo 292. Cây dừa sim anh chị. Vành 55. Vành 55. Chiều cao 1m13. Đường bầu 32. 292. Rồi cây này giao luôn anh chị 550.000, em bao ship. Tiếp theo là cây khế chua anh chị. Cây này thôi rồi, quả khủng bố luôn nha. Già dữ lắm, già anh chị. Mã số 188. Vành 79. Vành 79. Chiều cao 73. Chiều cao 73. Đường kính bầu 90. Đường kính bầu 90. Khủng anh chị. Có cục gạch ở đây mà nó ăn mà liếp cục gạch luôn này, cô chú anh chị biết cái cây nó già cỡ nào rồi đó. Dữ lắm nha anh chị. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.900.000 ha. Đó, cây chua này khủng quá anh chị, già cây lắm, 2.900.000, bao ship tặng nhà cho mình luôn. Mã số là 188 nha. Tiếp theo là cây nổ trắng nha cô chú anh chị. Đó, cây nổ trái trắng đó. Nè, cây đâm chồi sống khỏe chưa, kéo sẹo chưa ha. Con này dễ sống lắm nha anh chị. Quá trời một bệ luôn. Mã số là 190. Hoành 64. Hoành 64. Chiều cao 43. Chiều cao 43. Đường kính bầu 45. Đường kính bầu 45. Quá khủng luôn chị ơi. Cây nổ ha. Kéo sẹo nè, kéo sẹo nè. Kéo sẹo nè anh chị. Cây cực kỳ quái ha. To lắm nha chị. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là, rồi để rẻ của chú anh chị mình là 850 thôi, bao ship luôn. Một cây này nặng ship cũng căng lắm anh chị. 850.000 bao ship mình luôn, hữu nghị luôn anh chị. Tiếp theo cũng là cây nổ trắng anh chị. Cây này cái bệ nu cục xù xù luôn nè. Đó. Đó. Ồ. Rất là đẹp anh chị. Nè nó kéo sẹo nè, có nhánh này hồi xưa nó bị đũa nè, đây nè. Nè, kéo anh chị thấy không? Kéo xanh lè luôn. Thằng này dễ sống lắm nè. Kéo mặt mà xanh lè xanh lét luôn. Vành 92. Chiều cao 50. Anh chị coi nó kéo nè. Chiều cao 50. Đường kính bầu 41. Đường kính bầu 41. 41. Cây nổ trắng ha. Rồi cái này giao luôn anh chị. Rồi để rẻ của chú anh chị mình 800.000 luôn ha. Bao ship luôn. Cây rất là khủng luôn. Rồi tiếp theo cũng là cây nổ trắng đó anh chị. Cây này mới bứng luôn. Cây này dáng nu cục đó, rất là đẹp nữa ha. Này để chạy điện miếng. Già lắm, già anh chị. À, cây bonsai đó ha. Hoành 34. Hoành 34. Chiều cao 50. Chiều cao 50. Rồi cái này để rẻ của chú anh chị mình là 450 rồi, bao ship luôn. Số 192, cái nổ trắng luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo. Cây này là cũng dâm bụt nha, hoa cũng kiện á ha. Này nó sống khỏe thường cái đầu luôn rồi nè. Nè. Ha. Mà nó nhỏ. Nè nhìn 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 nha. Chị coi nè, đế lắm đế luôn ha. Này cây ghim luôn, không phải ghép nha anh chị. Đó, rồi em đổ hoành đây. Đế quá trời đế dưới này luôn. Hoành nhiêu? Hoành 12. Hoành 12. Nè, dịnh dịnh lên cái. Hoành 12 nha anh chị.
Đó. Cái này cái ghế nó quá trời luôn, để đẹp lắm nè chị ha. Cái này cũng đế như ship, ship vậy đó. Quanh 12. Cây này đút tung khoảng tầm khoảng 1,5 m nha chị. Đó, hoa quá trời hoa luôn ha. Cái này tiền ship nó cao thôi chứ cây thì nó nhẹ, quá trời bông luôn nè chị. Ha, bông đẹp lắm ha. Ừ, đây nè. Ôi ôi. Cây này đáng sưu tầm cây chơi nha chị. Cây ghê luôn ha, không có ghép ha. Mã số em 194. Rồi cây này giờ để rẻ chị 450 thôi chị ơi, bao ship luôn. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký, em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó, từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. Ha, thấy bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 nha cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú anh chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. Keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha cô chú anh chị, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị, dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mình không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Hàng của Nhật, đảm bảo chất lượng ha. 150.000.
Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Cái này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng loại này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô chú anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó. Hàng này của Nhật không nha chị. Nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha. Kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là kéo tỉa là đồng giá nha cô chú chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó. Cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô chú anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mắt nhìn ra bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đó, đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp. Đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha. Cặp xéo, cặp tròn. Đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan, Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nè cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị. Mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non này bị vàng lá nè cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bộ rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào